Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi lời chào thân ái đến với gia đình đang quan tâm đến dịch vụ vận chuyển hài cốt quốc, quốc tế qua đường hàng không của chúng tôi. Kính thưa quý khách hàng, việc vận chuyển hài cốt qua đường hàng không hiện nay là rất khó khăn vì có những quy định chặt chẽ khác nhau giữa các quốc gia. Trước kia, chúng ta có thể gửi hú hài cốt qua đường bưu điện hay những dịch vụ vận chuyển thông thường, nhưng việc đó giờ đây dường như là không thể vì hũ tro cốt được xếp vào danh mục hàng hóa đặc biệt cần những loại giấy tờ liên quan đi kèm và việc vận chuyển cần được đảm bảo hơn để tránh cho việc thất lạc và điều này sẽ gây khó khăn cho gia đình ở hải ngoại có mong muốn đưa tro cốt thân nhân của mình qua cùng để tiện cho việc thăm viếng và chăm sóc Hiểu được điều đó, dịch vụ tang lễ Martino có nhận vận chuyển tro cốt người thân đến mọi quốc gia qua đường hàng không. Chúng tôi sẽ hỗ trợ gia đình đưa tro cốt đến sân bay gần nhất tại nơi gia đình sinh sống. Và khi hũ tro cốt đến sân bay thì gia đình sẽ ra đó nhận hũ tro cốt thân nhân của mình. Vậy thì quy trình thực hiện việc vận chuyển là như thế nào? Đầu tiên là việc tiếp nhận. Gia đình tại Việt Nam sẽ mang đến công ty chúng tôi hũ tro cốt cần gửi, kèm theo đó là hai loại giấy tờ bắt buộc cần phải có. Thứ nhất là giấy báo tử Thứ hai là giấy xác nhận hỏa tán. Đây là hai loại giấy tờ cần phải có cho quá trình vận chuyển. Nếu trường hợp mất quá lâu, chúng tôi có thể làm giấy hỏa tán cho gia đình. Còn giấy báo tử là bắt buộc phải có. Nếu không có thì không thể thực hiện được. Tiếp theo là chúng tôi sẽ hoàn thành các giấy tờ liên quan như kiểm dịch, đóng gói theo chuẩn quốc tế, dịch thuật các chính từ liên quan và khai báo hải quan. Tiếp theo là sẽ thực hiện việc gửi hàng. Sau đó, hãng bay sẽ gọi điện thoại xác nhận với người nhận là có đồng ý nhận kiện hàng này không. Nếu đồng ý thì việc vận chuyển được chấp nhận và tiến hành. Thời gian thực hiện khoảng 10 ngày kể từ khi chúng tôi tiếp nhận hũ tro cốt và những giấy tờ liên quan. Nên quý vị đang có nhu cầu gửi tro cốt của thân nhân của mình sang nước ngoài mà không có thời gian thực hiện việc vận chuyển thì hãy liên lạc với dịch vụ vận chuyển hài cốt quốc, quốc tế của Martino. Chúng tôi sẽ hỗ trợ gia đình một cách nhanh chóng nhất. Và cuối cùng xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và xem hết video này. Thông tin liên lạc của chúng tôi sẽ để lại ngay sau đây.